huyện ngân sơn là địa phương đầu tiên xuất hiện dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh bắc cạn tính từ ổ dịch bùng phát lần đầu tiên cho đến nay địa phương này không bùng phát thêm ổ dịch nào khác Ngoài việc ngăn chặn dịch bùng phát thì công tác phòng chống bệnh lây lan tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ chăn nuôi cũng góp phần giảm thiểu lây lan bệnh cho đàn vật nuôi. Trong 3 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện xuất hiện hai ổ dịch là ổ dịch tả lợn châu Phi ở xã Thuần Mang và dịch lở mồm long móng tại xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các hộ chăn nuôi cách ly và điều trị những con gia súc mắc bệnh. Đến thời điểm này, toàn huyện Ngân Sơn có 8 trên 11 xã thị trấn đã tiêm phòng xong đợt 1 cho đàn gia súc, 3 xã còn lại đang triển khai.